Baby Support, Hello Baby. Đây là hai loại dung dịch được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng với lời rao bán có thể sinh con theo ý muốn. Gọi đến số điện thoại bán sản phẩm này, thì người bán cho biết đây là hàng xách tay từ Nhật Bản. Khi sử dụng dung dịch này, tỷ lệ thành công lên đến 80% và cách sử dụng cũng đơn giản. Mình sử dụng nếu như bạn muốn bé trai thì mình sẽ sử dụng vào đúng ngày dụng trứng để tăng cái hiệu quả cao nhất. Thì cái này thì mình chỉ sử dụng mà trước khi quan hệ là 10 phút và có sẵn cái ống kem trong cái ống rồi ấy. Bạn tháo ra xong rồi bạn bơm vào trong cái cửa mình của mình và chờ tầm 10 phút là mình quan hệ là xong thôi. Tuy nhiên, khi được hỏi dung dịch này sẽ ảnh hưởng gì khi bơm vào cơ thể, thì người bán cũng chỉ trả lời qua loa. Nó là kiểu gen, cái chất gọi là bôi ấy, kiểu cái ấy, bôi vào mặt ấy, kem ấy, mềm ấy, vâng. Rồi khi ấy xong thì nó sẽ tự đào thải, nó thoát ra cơ thể mình, coi cửa mình. Như kiểu như bạn đính ngày có kinh, thì nó tự đẩy ra thế, và dần nó ra hết thôi. Theo các bác sĩ, hiện nay Bộ Y tế chưa cấp phép một sản phẩm nào để chọn sinh con theo ý muốn và cũng chưa có một công bố khoa học nào về cơ chế này. Bên cạnh đó, việc lựa chọn giới tính thai nhi là điều pháp luật cấm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn chính là những rủi ro tiềm ẩn từ việc bơm dung dịch vào cơ thể. Đầu tiên chúng tôi lo ngại nhất đó là tình trạng mà nó làm thay đổi một cách đầu tiên là đột ngột, rồi nếu lạm dụng nhiều mãn tính, nó thay đổi một cách lâu dài cái pH của âm đạo, cái môi trường ở âm đạo, và nó có thể dẫn đến cho người phụ nữ chịu đựng một cái tình trạng xáo trộn môi trường âm đạo kéo dài và dễ dẫn đến viêm, thay đổi viêm nhiễm ở âm đạo. Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản cũng đình chỉ lưu hành các sản phẩm Hello Baby và Baby Support bởi những sản phẩm này có thành phần làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Sử dụng sản phẩm giúp chọn giới tính thai nhi không chỉ bất chấp quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người sử dụng.